Xin kính chào quý vị, và bây giờ để trở lại với chương trình thì chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Henry Phạm Thanh, là một chuyên gia về niệu khoa, bàn với chúng ta về các chi tiết chung quanh cái bệnh thận, sạn thận. Thì thưa bác sĩ, như vậy thì không biết có những cái căn bệnh như thế nào mà làm chúng ta dễ bị bệnh sạn thận hơn là không ạ? Trước hết thì mình đã bàn về cái nguyên nhân của sạn vừa rồi, là khi nào mà trong người mình không có đủ nước đó thì cái nước tiểu nó ra quá đặc đi thôi, thì vôi nó đọng ra thì nó ra sạn thận. Thì bất cứ cái vấn đề y khoa nào mà nó làm cho người mình thiếu nước, thí dụ như quý vị bị bệnh đường tiêu hóa, bị đi tiêu chảy nhiều, có nhiều quý vị bị như Crohn's disease, thì nước tiểu đi cầu luôn luôn rất là chảy, thì nhà nước không có đủ nước để mà vô trong nước tiểu thì quý vị bị đường tiêu hóa. Hay là khi nào mà cái mùa nó nóng quá không uống đủ nước cũng bị. Có nhiều bệnh nhân sanh ra cái thận không có giữ được nước, thì cái thông thường cái thận của mình đi tiểu, nước tiểu nó không có, nó ra, nó không có ra, nó không có bị cái danh từ là nó không có concentrate được á, thì họ sẽ cũng dễ bị dehydrated, thành cái condition gì mà làm cho người mình dễ bị khô, làm cho nước tiểu không có bị đặc lại được. Đúng. Có một cái loại bệnh nó gọi là gout. Gout là cái bệnh mà thường nó ảnh hưởng đến cái khớp xương. Khi cái chất uric acid trong cái đồ ăn mình ăn, nhất là mấy cái đồ ăn mà thu vật như là thịt bò hay là thịt gà, khi mà ăn nhiều quá thì nó ra tiết ra nhiều cái chất gout. Cái chất gout này nó cũng vô nước tiểu mà nó cũng tiết ra một cái chất sản, thì cũng như là vôi, nhưng mà cái uric acid này đó chụp hình không có thấy được rõ ràng lắm, chụp CAT scan để thấy được. Thành hai cái bệnh chính là cái bệnh gout với lại cái bệnh đường tiêu hóa, khi mà nó làm cho mình tiêu chảy tại cái bệnh. Còn có một vài cái bệnh khác nữa, nó tiết ra cái mấy cái chất cysteine. Cysteine là một cái chất trong người mình, nó là khi mà cái đường tiêu hóa nó không có bình thường, thì có thể bị cái vấn đề cystinuria. Khi mà nhiều cysteine quá thì sẽ bị cái sạn gọi là cysteine stone. Thành ra sạn thận nó thật sự có hai loại mà mình thấy nhiều nhất, là loại vôi calcium oxalate, thứ hai là uric acid, thứ ba là calcium phosphate. Ba cái đó thì thông thường là đường, một là đường tiêu hóa, thứ hai là cái chất uric acid. Còn cái bệnh cystinuria là cái bệnh mà rất là hiếm, không thấy nhiều. Thưa bác sĩ, thì như vậy không biết là có phải là khi nào mà chúng ta có sạn thận chúng ta cần phải điều trị hết hay là không? Có khi nào mà có những cái sạn mà chúng ta không cần phải điều trị hay là không? Khi mà cái sạn mà nó nhỏ, nó nằm trên cái thận, mà nằm trên cái vùng mà nó không có làm nghẹt được cái đường niếu quản đây, thì không cần phải chữa. Thí dụ như là cái sạn nằm ở cái vùng bên dưới của thận đây, sạn nó nằm đó không có đi đâu hết cả, thì cứ để kệ thôi, không có đau mà không có hại cái thận. Cái sạn thận nó chỉ có hại cái thận khi nào mà nó xuống cái đường niếu quản đây làm nghẹt. Khi nó nghẹt như vậy rồi thì lâu ngày cái áp suất trong cái thận nó quá cao, thì cái thận sẽ hỏng, không có làm việc nữa. Đó. Nhiều khi sạn có thể nằm trong thận rất là lớn mà cũng không có nghẹt, nhưng mà lâu ngày có thể tạo ra cái vấn đề nhiễm trùng, tại vì trong cái sạn nó có nhiều mấy cái kẽ nhỏ vi trùng nó cần nằm trong đó. Thì có nhiều quý vị vô tới phòng mạch cứ bị nhiễm trùng hoài, không biết nguyên nhân là gì, nhưng mà khi chụp hình thì thấy là cái sạn rất là lớn. Đó. Ngoài ra đó thì thật sự nếu mà không có nghẹt thì không cần phải chữa, nếu mà nó nghẹt thì cần phải chữa, hay là nếu bị nhiễm trùng thì cần phải chữa. Thưa bác sĩ, thì là thông thường thì là những người mà điều trị cái bệnh sạn thận là những chuyên gia như thế nào, những chuyên gia về niệu khoa như bác sĩ hoặc là những người khác có thể điều trị được hay là không? Ở bên Âu Châu á, thì bác sĩ chuyên về ngành mổ, surgeon, có thể chữa cái bệnh này. Ở bên Mỹ đây thì cần phải đi khám một người urologist thì mới chữa được cái bệnh này. Cái ngành về giải phẫu tổng quát, cái nội trú nó không có đi về cái đường nước tiểu. Cái đường này. Bác sĩ gia đình thì thường thường chẩn bệnh
sạn thận được dễ dàng, tại vì chỉ chụp CAT scan thấy được thôi, được thì chẩn định sạn thận thì không có cần phải tới bác sĩ chuyên khoa chẩn định, có thể bác sĩ nội nội thương cũng có thể chẩn định được. Nhưng mà khi mà có cái sạn rồi mà cần phải mổ hay cần phải bắn bằng siêu âm hay là bắn bằng laser thì khi lúc đó cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về bệnh đường tiểu. Vâng. Thưa bác sĩ, thì là chúng ta cũng còn một vài phút nữa, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm là như vậy thì là cái vấn đề làm sao mà chúng ta có thể ngăn ngừa được để mà tránh bị cái bệnh sạn thận, thì bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào? Trước hết đó là phải uống nước rất là đều, nghĩa là có nhiều người họ uống buổi sáng họ uống 2-3 lít nước xong cả ngày không uống gì cả, thế cũng không được, tại vì khi mình uống 2 lít nước buổi sáng thì mình sẽ đi tiểu liền trong vòng 1-2 tiếng, thì trong ngày người nó sẽ khô, khi mà người nó khô thì cái thận mình nó sẽ không có tiết ra đủ nước tiểu, nước tiểu sẽ rất là đặc thì nó sẽ đọng vôi. Thì quan trọng nhất là cứ mỗi tiếng đồng hồ lên mỗi 30 phút uống một nửa ly nước hay là 1 ly nước đi. Nếu mà quý vị ở bên ngoài mà tập thể thao nhiều hay là ngày nó quá nóng mà chảy mồ hôi nhiều đó, thì khi mình chảy mồ hôi mình mất nhiều nước lắm, người mình nó sẽ không không tiết nhiều nước tiểu, để mà nếu mà mình đi tiểu nhiều mà chảy mồ hôi thì không đủ nước, thì cái tim nó sẽ không có máu để mà bơm, không đủ nước nữa. Thành ra quan trọng hết là uống nước đều, cứ 4 tiếng đồng hồ uống 1 ly nước. Nếu mà mình nhìn thấy cái nước tiểu mình đi tiểu đó, khi mà nước tiểu nó ra mà cái màu rất là đậm, cái màu vàng đậm đó, đó là thường thường không uống đủ nước. Thành ra có thể quý vị uống 8 ly nước một ngày theo bác sĩ gia đình khuyên, thông thường nếu mà ở trong nhà thì được, nhưng mà nếu mà bên ngoài mùa hè đây 100 độ không có đủ. Thành ra quan trọng nhất là để ý, nếu mà mình một cả ngày mình đi tiểu có 1-2 lần thôi đó là không có đủ nước, mà khi đi tiểu mà nước tiểu rất là đậm phải uống nhiều nước không, nước tiểu mình nó ra nếu mà nó chỉ có hơi màu vàng một tí là vừa, khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ mình cũng phải có cái cảm giác cần muốn đi tiểu đó. Đó là quan trọng nhất là nước nha. Mà nếu mình uống nước đó, nước lã là tốt nhất, uống nước như là nước trà đó thì uống nó cũng mát lắm, nhưng mà nước trà nó có cái chất oxalate trong đó, cái chất oxalate trong đó nó tạo cho nó gây sạn đó, thành ra uống nước lã là tốt nhất. Nếu mà có thể được uống nước chanh tốt hơn là nước lã nữa, nước chanh nó có cái chất citrate trong đó, cái chất citrate nó sẽ phòng phòng sạn, với cái citrate nó làm cái chất calcium, chất vôi nó không có bám được vô cái chất oxalate, nó không có thành được cái sạn. Nước chanh hay nước cam rất là tốt, nhưng mà nước trà không nên uống, mấy nước ngọt, nước xả xị mấy cũng không nên uống, thì cái nhiều cái chất chất axit trong đó. Đó. Uống nước là rất quan trọng. Thứ hai là nếu mà quý vị mà có thể được thì cho xuống cân, nếu mà quý vị mà hơi phốt phát đó, thì cũng nên cho xuống xuống ký cho vừa phải. Khi mà người mập quá thì người ta thấy là bị nhiều sạn thận hơn, khi mà người mà lớn quá đó thì chảy mồ hôi nhiều hơn, mất nhiều nước hơn, kịp uống nhiều nước hơn thì người khó uống nhiều nước lắm đó. Thứ ba đó là ăn ít ít thịt, ít ít mà ít đồ thực vật đó. Nghĩa là thịt gà cũng bớt đi, thịt bò cũng bớt đi, thịt heo cũng bớt đi, ăn ít ăn ăn nhiều rau cỏ tốt hơn. Mấy cái ăn nhiều mấy cái đồ mà thực vật đó thì nó tiết ra nhiều cái uric acid, mà nhiều khi cái sạn nó không phải uric acid nhưng mà cái bên trong đó nó là cái chất uric acid trong cái vôi nó đóng bên ngoài đấy. Đó, thành ra ăn ăn tốt nhất hết là ăn mấy cái đồ mà ăn chay là tốt nhất, nhưng mà ăn chay cũng hơi khó, thì mình phải vừa phải thôi, rất là vừa phải thôi. Thứ ba đó là có một số đồ ăn nó có nhiều oxalate, nếu mà quý vị đã bị sạn thận nhiều rồi đó thì cần phải coi cái đồ ăn nó có nhiều chất oxalate, sô cô la rất nhiều oxalate, một số rau như là spinach tiếng Việt Nam nó cũng gần giống như là rau muống mà không hẳn. Spinach, nước trà mình đã nói rồi đúng không? Đồ ăn trái cây như là dâu ăn cái đó rất là nhiều oxalate rất là cao. Có một cái list rất là cao, có một cái list đồ ăn đó, nếu mà quý vị bị sạn thận nên nên coi cái đồ ăn nào nó có nhiều cái chất oxalate trong đó. Trên mạng lưới internet họ có những cái như vậy phải không thưa bác sĩ? Vâng, đúng. Thưa quý vị, thì trong những giây phút vừa qua chúng tôi cũng hy vọng là quý vị có được một cái sự hiểu biết về những cái chi tiết chung quanh cái vấn đề sạn thận và cái tầm mức quan trọng của những cái thực phẩm và những cái tập quán mà chúng ta có thể có để mà có thể ngăn ngừa hoặc là
đem lại chúng ta cái căn bệnh sản thận, và nhất là muốn ngăn ngừa chúng ta cần phải uống nước nhiều và uống thường xuyên trong ngày. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị và xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Cảm ơn bác sĩ. Thank you.